Hậu đám cưới, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gầy gò ăn mặc lượm thượm không ai nhận ra. Lần đầu tiên thần tiên tỷ tỷ Đặng Thu Thảo mắc lỗi thời trang khi xuống phố. Câu chuyện tình yêu 2 năm ngọt ngào của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín đã có một happy ending với một đám cưới cổ tích, khiến hàng triệu fan phải ngưỡng mộ và chúc phúc cho cả hai. Thế nhưng sau 5 ngày đám cưới cổ tích của thần tiên tỷ tỷ được diễn ra, hình ảnh Hoa hậu gầy gò với bộ trang phục lượm thượm xuống phố khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Thậm chí họ còn cho rằng nếu không nói thì không thể nào nhận ra đây chính là Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng. Theo đó, mỹ nhân Bạc Liêu diện một chiếc áo hoa khoác vai, kết hợp cùng quần sọt kaki trắng kem tinh giản. Cô kết hợp cùng một đôi dép kẹp bình dị, cùng tông màu trắng và sử dụng túi xách Chanel mini màu đỏ, tạo điểm nhấn cho set đồ. Có thể là do gấp chụp của người hâm mộ và sự vội vàng muốn ghi lại hình ảnh của nàng hoa hậu đình đám, nên đã cho ra bức ảnh không mấy hoàn hảo. Nhìn có vẻ lượm thượm nhưng cô vẫn được rất nhiều người hâm mộ yêu mến và khen ngợi về sự bình dị mà ít hoa hậu nào có được. Một người hâm mộ hào hứng để lại bình luận, yêu cuộc sống bình dị của Đặng Thu Thảo và ông xã cô, đừng bon chen đua đòi làm gì, hoa hậu cũng chỉ là người thôi mà. Cặp vợ chồng son hot nhất Vbiz cùng nhau đi mua sách, cả hai đều ăn mặc rất giản dị với những item đơn giản. Trung Tín diện quần tây áo sơ mi trắng và giày da, còn Thu Thảo chọn áo nhúng bèo khoét vai họa tiết hoa, phối cùng quần sọt trắng giản dị. Hình ảnh đời thường đối lập hoàn toàn với những khoảnh khắc xa hoa và thời thượng của cặp đôi trong đám cưới cổ tích vừa qua. Tuy ngoài đời lượm thượm, nhưng cặp đôi vẫn được yêu mến về sự giản dị của họ. Gương mặt trang điểm kỹ cùng mái tóc gọn gàng không xuất hiện trong bức ảnh đời thường của Thu Thảo. Vẻ đẹp lung linh của thần tiên tỷ tỷ trước đó khi khoác lên mình chiếc áo cưới được đính hàng ngàn viên đá lấp lánh. Harry Won khẳng định, từ khi gặp tôi, Trấn Thành đã trở thành đàn ông rồi còn gì. Anh Thành là một quả bom, cái gì cũng nhạy cảm hết. Bây giờ gặp tôi, anh ấy đã là đàn ông rồi còn gì. Harry Won bày tỏ về giới tính của ông xã. Trấn Thành Harry Won được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cặp vợ chồng ngôi sao này còn được chú ý đặc biệt về đời tư. Ngoài cuộc sống hôn nhân, những nghi vấn xoay quanh giới tính của Trấn Thành vẫn là chủ đề bàn tán của nhiều người. Sau 9 tháng về chung nhà, nữ ca sĩ gốc Hàn lần đầu mở lời về nghi án giới tính của bạn đời khi tham gia talk show mới đây, cho rằng người đầu ấp má kề là quả bom nên cái gì cũng nhạy cảm. Giọng ca anh cứ đi đi hấm hỉnh. Giới tính Trấn Thành người ta nhìn là biết rồi, tôi nghĩ không cần thiết phải nói gì hết. Hơn thế bây giờ gặp tôi, anh ấy là đàn ông rồi còn gì. Lấy chính mình làm bằng chứng khẳng định sự chuẩn men của chồng, Harry Won bảo, tranh cãi về chuyện giới tính của anh Thành là chuyện của người ta. Ngày xưa người ta cũng tranh cãi tôi có phải là ô môi không. Hồi học cấp 2, rất nhiều người đồn tôi là ô môi. Khi ấy tôi thích chăm sóc bảo vệ con gái. Cứ thấy trai nào ăn hiếp con gái, dù không phải chuyện của mình, tôi cũng đứng ra xử giùm. Nói chung cứ gái đẹp là tôi mê, tới mức chụp hình hôm này nọ nên người ta nói chắc nó bị lét. Ai cũng nói vậy, nhưng tôi chỉ nghĩ ủa mê gái đẹp thôi đâu phải là lét gì. Thật ra hồi nhỏ tôi cũng muốn chuyển giới thành đàn ông, vì cảm thấy thế giới này làm phụ nữ rất mệt. Tôi nghĩ thà làm đàn ông còn lập được nhiều thứ hơn. Mong muốn là con trai đã khiến ba mẹ rất lo sợ về tôi hồi nhỏ, bây giờ tôi bánh bèo lắm rồi. Hồi học cấp 2, con trai nào cũng vậy, cứ nhắc tới tôi là chửi hết đó, họ nói. Cái con nhỏ này tính cách gì mà kỳ cục y chang như con trai, không có giống con gái tí nào, suốt ngày đi đánh nhau với bạn trai, kể lại quá khứ thích gái muốn chuyển giới. Hồng giải thích cho ông xã ngôi sao bí quyết dạy vợ thích trai chỉ vì họ đẹp, chứ không liên quan đến vấn đề giới tính. Giọng ca Hương Đêm Bay Xa bày tỏ, quá khứ như thế nào, anh Thành và tôi đều không quan tâm. Chúng tôi nghĩ chuyện qua rồi thì cho qua, quan trọng nhất là hiện tại và tương lai. Hiện tại, tôi chỉ biết anh Thành là một người đã yêu ai thì sẽ không làm cho người đó đau lòng. Nếu anh ấy thích ai thì thường sẽ kết thúc tình yêu này xong mới bắt đầu tình yêu khác. Tôi nghĩ chuyện vừa yêu mình xong vừa yêu ai đó khó xảy ra. Thẳng thắn biện minh cho giới tính của chồng, Harry Won cũng từ chối nhắc tới nam diễn viên Duy Khánh, người vướng tin đồn yêu đồng giới với Trấn Thành trước khi nam danh hài cưới Harry, khẳng định chỉ lo lắng về sự nghiệp còn những thứ khác ít quan tâm. Nữ ca sĩ gốc Hàn kiên quyết, về Duy Khánh tôi không nhắc nữa vì sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới công việc của bạn ấy và của mình. Tôi không muốn xảy ra điều này. Chuyện của tôi thì tôi nói, còn chuyện của người khác tôi không muốn nói. Trở lại diễn biến cũ, trước khi đến với nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc, Trấn Thành từng vướng nghi vấn trai công. Bên cạnh hành động uốn éo dạ gái siêu ngọt, mít ướt, Trấn Thành thường xuyên thân mật với đồng nghiệp nam. Tháng 1, 2016, nam danh hài trở thành tâm điểm chú ý sau khi diễn viên Duy Khánh.
liên tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của hai người lên trang cá nhân. Sự thân thiết quá mức của ngôi sao Ơn Rời Cậu Đây Rồi và cô giáo Khánh khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Nghi vấn yêu đồng giới càng bị đẩy lên cao khi đồng thời cả hai người đều phát ngôn sốc về giới tính. Duy Khánh lấp lửng: "Nếu tôi nói mình là trai thẳng 100% thì có ai tin?" Trong khi Trấn Thành lại bạo miệng tuyên bố: "Trong tôi tồn tại hai giới tính, từng yêu đàn ông, cưới để ngụy trang." Thậm chí trước thềm đám cưới, Harry Won từng khiến khách mời được một tràng cười sảng khoái khi phát ngôn ám chỉ Trấn Thành: "Người ấy của em không phải đàn ông" trong buổi ra mắt MV Làm Sao Để Yêu vào tháng 12/2016. Mặc dù Trấn Thành và Harry Won thường xuyên biến nơi công cộng như quán ăn, rạp chiếu phim, đường phố thành thiên đường tình yêu, song điều đó vẫn chưa đủ để xóa tan đồn đoán xung quanh. Bỏ qua mọi thị phi, Trấn Thành và Harry Won đã nên duyên vợ chồng vào ngày 25/12/2016. Cuộc sống hôn nhân phía sau ánh đèn sân khấu của Shin Ri luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Những sao Việt MV giả tình thật khiến fan bấn loạn. Đã không ít lần showbiz chứng kiến rất nhiều cặp đôi MV giả tình thật sau những lần hợp tác chung trong các sản phẩm âm nhạc. Hương Tràm, MV Em Gái Mưa của Hương Tràm sau khi ra mắt đã trở thành hit lớn trong thời gian qua. Giai điệu dễ nghe và lời và hát đánh đúng tâm lý phổ thông của người trẻ đã giúp ca khúc tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong công chúng. Nhờ đó, tên tuổi của Mai Tài Phến, người đóng vai nam chính của MV, đã được cộng đồng mạng tìm kiếm. Hình ảnh thầy giáo đẹp trai mặc sơ mi trắng chở cô học trò nhỏ dưới mưa đã khiến nhiều thiếu nữ thổn thức vì quá lãng mạn. Từ cảnh quay cho đến diễn xuất của các diễn viên trong MV đều được khán giả hết lời khen ngợi, trong đó gây chú ý hơn cả là nam thần sơ mi trắng vào vai thầy giáo trẻ. Phong cách thời trang của thầy giáo trẻ làm toát lên vẻ bảnh bao và lãng tử. Cũng mới đây, cư dân mạng bắt gặp những hình ảnh khá tình cảm của quán quân The Voice mùa thứ nhất cùng với bạn diễn chung MV Mai Tài Phến. Những bức hình này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ cũng như khán giả. Nhiều nghi vấn cho rằng cả hai đang có mối quan hệ phim giả tình thật. Hương Tràm, Mai Tài Phến bị bắt gặp tay trong tay trong một trung tâm mua sắm Sài Gòn. Sau nhiều lần bị phát hiện đi cùng nhau, Mai Tài Phến đã lên tiếng xác nhận có mối quan hệ vượt mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu với Hương Tràm. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà, sau khi MV Cả Một Trời Thương Nhớ ra mắt, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận bởi những nụ hôn cực nóng bỏng trong MV. Chính vì diễn xuất quá tình tứ cùng hàng loạt những hành động đầy ẩn ý, cả hai vướng phải tin đồn phim giả tình thật. MV Cả Một Trời Thương Nhớ kể về chuyện tình cảm đẹp của một cô ca sĩ phòng trà và anh chàng sĩ quan quân đội. Trong một lần nghỉ phép, anh chàng sĩ quan đã bất ngờ gặp cô và mê mệt vẻ đẹp cùng tình yêu nồng nàn nhưng đầy kiêu kỳ của cô nàng. Tình yêu chớm nở và cả hai đã trải qua quãng thời gian quá đỗi ngọt ngào và lãng mạn. Cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ, chuyện tình của họ cũng dừng lại trong nối tiếc và để lại cả một trời nhớ thương. Nghi án bắt đầu khi khán giả phát hiện Kim Lý check-in tại nhiều địa điểm tương tự Hồ Ngọc Hà khi cô sang Mỹ lưu diễn hồi tháng 7 hay những chuyến đi khác. Trong chuyến đi này, nữ ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh chụp bàn tay một người đàn ông và kể lại câu chuyện được một người động viên khích lệ vượt qua nỗi sợ độ cao để lên khinh khí cầu. Người đàn ông bí ẩn này được cho là Kim Lý. Kevin Khánh, Khởi My, phim ngắn ca nhạc của Khởi My trình làng năm 2013 chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của nữ ca sĩ và Kevin Khánh. Được đầu tư về nội dung và bối cảnh, MV gửi cho anh là câu chuyện hài hước về mối tình đầu trong trẻo của đôi bạn cùng trường. Khởi My và Kevin Khánh được nhiều người đánh giá là rất đẹp đôi. Sau Gửi Cho Anh, cả hai nhiều lần đứng chung sân khấu ca nhạc và không ít lần biểu diễn rất tình tứ. Ở đời thường, Khởi My và Kevin Khánh cũng vô cùng thân thiết. Các fan của Khởi My và Kevin Khánh đều biết lên trang cá nhân, cặp đôi này thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên nhau mọi lúc gặp gỡ. Sự thân thiết trên mức tình bạn của Khởi My Kevin Khánh khiến fan nghi ngờ mối quan hệ thực sự giữa cả hai. Khởi My Kevin Khánh trước đây luôn phủ nhận nghi vấn hẹn hò, tuy nhiên mới đây cặp đôi đã bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi. Thông tin từ một người bạn thân cho biết, đám hỏi giữa Khởi My và Kevin Khánh là có thật, không phải quay MV hay đùa giỡn. Theo như tiết lộ, cặp đôi này sẽ chính thức về chung nhà vào tháng 11 sắp tới. Lý Hải, Minh Hà. Lý Hải và Minh Hà lần đầu gặp mặt khi nam ca sĩ mời cô đóng minh họa cho MV Kiếp Phong 3 vào năm 2002. Tuy nhiên, Lý Hải từng tâm sự rằng lúc ấy Minh Hà chỉ mới 17 tuổi và còn quá nhỏ để yêu đương, nên nam ca sĩ gốc Tiền Giang chỉ xem cô như một người em gái thân thiết. Thế nhưng Minh Hà và Lý Hải dường như rất có duyên khi hai năm sau,
Nam ca sĩ tiếp tục được bạn bè giới thiệu Minh Hà cho vai nữ chính trong Trọn đời bên em vào năm. Lúc ấy, trong mắt Minh Hà, Lý Hải dù hơn cô đến tận 17 tuổi, nhưng lại rất trẻ trung, nhiệt tình. Ngoài ra, thái độ nghiêm túc trong công việc và luôn trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu của Lý Hải đã khiến trái tim cô hot girl đập loạn nhịp. Tình cảm của cả hai đến nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng lại chân thành và sâu đậm. Trong thời gian hẹn hò, Lý Hải cũng từng giới thiệu Minh Hà trước công chúng trong một chương trình ca nhạc. Trải qua thời gian tìm hiểu nhau, sau khi hoàn thành việc học ở Anh, Minh Hà về nước và cả hai đã tổ chức đám cưới. Tài sản lớn nhất của tôi là vợ và con, cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, bình yên và giản dị như bao người, Lý Hải nói.